Tên lệnh hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Trung Quốc nguy hiểm. Chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ chỉ trích thái độ hành xử nguy hiểm của Trung Quốc và mô tả chính sách tăng cường quân sự của Bắc Kinh trong khu vực là hung hăng. Những lời lẽ mạnh mẽ của Đô đốc Harry Harris đã được đưa ra nhân bài diễn văn đọc tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Australia tối ngày 9 tháng 4. Trao đổi với các lãnh đạo quân sự Australia, ông Harry Harris lên án việc Trung Quốc tự ý lập vùng nhận dạng phòng không bao trùm các khu vực có tranh chấp ở biển Hoa Đông không cần tham khảo ý kiến các bên. Đô đốc Harris cũng tố cáo Trung Quốc hiếp đáp các nước láng giềng, làm leo thang căng thẳng dẫn tới nguy cơ đối đầu. Đô đốc Harris nói ông quan ngại trước sự bành trướng quân sự hung hăng không minh bạch cùng với thái độ ngày càng gây hấn của Trung Quốc, trong đó bao gồm các tuyên bố chủ quyền không căn cứ trên luật lệ quốc tế. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ khẳng định Hoa Kỳ mạnh mẽ phản đối việc giải quyết tranh chấp bằng các hành động áp bức. Nhân vật quân sự có nhiều ảnh hưởng của Mỹ nhấn mạnh, các thách thức này càng nêu bật tầm quan trọng của chính sách chuyển trọng tâm về châu Á của Washington. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel trong cuộc họp thượng đỉnh quốc phòng Mỹ ASEAN ở Hawaii hôm ngày 3 tháng 4 đã gửi một thông điệp tới Bắc Kinh qua tuyên bố rằng Hoa Kỳ càng ngày quan ngại về các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và kêu gọi các nước tự chế, minh định chủ quyền thông qua luật lệ quốc tế và cư xử đúng mực.